Đây. Rất là đơn giản. Đó là cái ô tô anh. Cho luôn vào đây. Cho luôn à. Ớt mà sợ cay à, nó cũng không cay đâu nhỉ. Không cay đâu. Bạn cho nhiều mà. Cho tắm siêu cay luôn. Úi giời. Lá chanh này. Lá chanh. Xả này. Đấy. Nhưng mà lại ít nước mắm rồi. Ít nước mắm tí nữa, còn đầy nước mắm rồi. Rồi. Bắt lấy một bưng bát nước cốt chanh. Bớt cơm phải lấy ghế không? Không. Không. Tí nó cho xin ăn cái đồ, tụi ăn cái kia, cái đồ nó cắn mất nó. Cắn ăn đầu được chưa? Thầy nướng rồi ăn được kê. Ăn sống luôn. Ngon lắm. Tụi ăn đít à? Ờ, tụi ăn đít này. Xin ăn đầu đấy. Đó. Cái bát lội, đâu, mắm lội này sẽ lấy một nửa. À, lấy một nửa con ra nhá, cho nó lội mắm trước để nướng. Chua đều để ăn. Rồi. Rồi, bây giờ sẽ nhặt những con nướng ra nhá mọi người nhá, bao gồm là những con nó đơ đơ và những con nó màu không khỏe nữa, thâm thâm. Đấy, nhặt ra. Ui, con này co luôn. À, chưa. Phải rửa con luôn. Phải rửa nước lạnh nước sôi đã. Rồi, xong chưa ra. Dạ, đây. Lấy nước sôi cho anh. Lấy nước sôi cho anh. Nhặt những con thâm với những con yếu ra để nướng nhá. Băng nha. Không, con thơ vào nó cắn chết đấy. Cắn sơ con đi. Nó cắn tép chim đấy. Cắn sơ đi. Thế con chờ đít được chưa? Con đấy để ăn, con này ngon này. Một cú lúc rồi. Con nào ngon? Con thối. Nhìn nó mập nhưng mà nó con này nó... Đấy, đây con mập đây này. Chết à? Say rượu. Say tí nữa nó mới tỉnh đấy ạ. Thế cho chừng này nó lội mắm trước để nướng nhá. Cho nó ngấm gia vị nuốt hẳn trong nước luôn mọi người ạ. Vào tay vào. Hào lên lên. Không, tí nữa đi tè này bỏng hết chịu. Rồi bây giờ sẽ đem cái đống này ra nướng. Còn đống này tí nữa sẽ đem đi làm lội mắm nha mọi người nhá. Lội mắm á bố. Ừ. Nào đây. Rồi bây giờ sẽ bắt đầu làm cái món đầu tiên nha mọi người nhá. À, đuông dừa nướng. Xiên gần cái đầu nó để nó sẽ đỡ bị phòi. Đấy. Xong tí nữa sẽ ăn đấy nhỉ. Đó là hắn này nó là xong. Làm một sâu luôn. Nướng cái này nướng chắc là nhanh chín lắm vậy nhỉ. Ngon lắm ấy. Nướng một tí là vàng độ ngay mọi người ạ. Ui dai vớt nhá. Da nó dai lắm anh ơi. Sau thế này thôi nha mọi người nhá. Đi chơi nhá. Ừ. Đi chơi. Rồi bây giờ bắt đầu nướng nha mọi người nhá. Dặn dặn nó ra nhỉ. Bây hôm nay bắt đầu nguyên nguẩy. Nhìn ngon dã man luôn đó. Ừ, con này rẻ lắm. Đây dặn nó ra. Ok nha mọi người nhá. Bây giờ bắt đầu sẽ cho con mấy con kia đi tắm mắm tiếp. Rồi, trông nhá. Ok. Trong thời gian chờ đợi thì cho mấy em này vào tắm mắm luôn nhá mọi người nhá. Ui, thơm lắm này kìa. Đấy. Đang nướng. Riêng cái đuông dừa này thì tắm lâu lâu một chút nó sẽ ngon hơn. Còn tắm mà ăn luôn ấy thì nó không được ngon lắm. Bao giờ ấy nó uống thật nhiều nước mắm này này.
Đó, nó uống thật nhiều nước mắm và nó kiểu yếu yếu đi ấy, thì ăn nó sẽ rất là ngọt. Đó, bây giờ chỉ đợi món này nữa thôi là sẽ là ok nhá mọi người nhá. Món này để đây cho nó tắm tiếp. Cứ tắm thoải mái. Chín chưa? Chưa. Gần chín rồi. Ok, chín rồi nhá mọi người nhá. Ui, này mà để con này. Con này. Ui, đẳng cấp. Còn chưa? Đẳng cấp đây. Đây, làm luôn con này. Làm luôn mọi người ạ. Thắm không? Mời tất cả mọi người nhá. Ui à. Ngon không? Béo nguội luôn. Thơm lắm em. Mình thì sẽ tí nữa mới thử trước món này. Ngon lắm mọi người. Đây nhá, đây là món nướng nhá mọi người nhá. À, bây giờ sẽ đi lắm. Vừa đi vừa thưởng thức. Gặp ai sẽ cho người đó thưởng thức cùng luôn. À, đi cho người làng thử ăn xem người ta có dám ăn không nhá mọi người nhá. Xem có ai dám ăn con này không nhá. Đấy. Đeo khẩu trang. Let's go, let's go. Nhúc. Mày có thử con sống không? Có, để em thử con. Đây. Con nào? Xem là con nào mà nhỉ? Con nào nhỉ? Con nào cũng được, đây này, đầu này. Tắm lâu rồi. Ui. Mời tất cả mọi người nhá. Ý à. Thế nào? Ngon. Con nào ngon hơn? Nướng ngon hơn. Con hơn một kiểu, con này nguội hơn. À, bít béo. Ăn con này ngon à. Dài dài. Nhưng mà chưa đủ. Nó chưa nuốt nhiều nước mắm. Chưa nuốt nhiều nước mắm. Cơ, nó chỉ hơi có tí vị vị thôi. À. Ok. Sẽ vừa đi bây giờ vừa đi sẽ nó sẽ vừa làm uống dần. Làm ớt à? Thế à? Covid xong ăn khỏe đấy nhỉ? Ngon lắm ạ. Chưa đầy lắm à? Béo luôn. Chờ anh tí, anh cho thêm tí nước mắm nhé. Phải cho nhiều nước mắm cho nó uống sặc nước mắm ấy. À. Thiếu mắm đúng không? Vâng. Ok. Ui. Chưa? Được chưa? Được rồi, em làm con này nữa. Okay. Ăn phải ăn cả đầu. Lúc nay ăn bỏ đầu phí quá. Mời mọi người nhá. Bỏ đầu. Nướng là phải ăn cả đầu. Thơm. Nướng ăn được cả đầu, đỡ phí mọi người ạ. Cái món kinh dị này không biết ai. Tại vì nha mọi người nhá. Cái con này 8.000. Từ đoạn này đến đoạn này 7.000. Ăn bỏ mất cái đầu mất 1.000. Phí. Ăn đủ to 8.000. Ui giòn. Mình cũng phải thử con cái. Thật nhìn nó ăn mà thèm quá. Không thể cưỡng lại cái sự sung sướng này lại được. Đi vừa đi vừa chén thử. Vừa thưởng thức. Làm cả con luôn nhá mọi người nhá. Béo, chín ăn không? Đang chín ăn thử con. Ăn được không? Ăn được. Cho chín đúng không? Nó ăn béo. Được. Béo nhá mọi người nhá. Đây bột lấy cho. Bột lấy cho. Đây. Cho con ăn. Đây, hết bỏng rồi. Đấy. Con ăn đi. Bỏng quá. Không bỏng đâu. Anh thử đã con dầm phỉnh này em nào. Con siêu thơm. Đây, không bỏng. Con thơm lê vừa mắt nha mọi người nha. Ngon không? Ngon không? Béo nhưng mà ủng ủng. Thôi chết rồi. Đi cầm đũa đi. Chết rồi mọi người ạ. Để câu, để câu. Thế con có dám ăn con này không? Dám ăn con này không? Bố ăn đi. Ừ? Bố ăn đi. Đấy, bố ăn nhá. Bố ăn nhá. Ngon lắm. Bố ăn nhá. Để xem có con nào. Đau không bố? Không, đau gì mà đau. Sao lại đau? Đây, nhìn đã. Nhìn đã, nhìn kia chưa? Ăn. Ăn dạ vơ. Đây nha, ăn thật nha. Ngon không? Ngon. Béo. Tuyệt vời. Number one. Nó sống à? Ừ. Xin làm ăn không? Nó thôi, sống con không ăn được. Con ăn. Ăn dị ứng á. Dị ứng á. Nha, đây. Cho xin. Đây. Đây, cho xin hẳn một que. Cho xin một que con này nhé. Đây, bên này. Con này nhìn ngon này. Ừ, đấy. Con này ngon. Nha. Có con to.
Rồi. Đấy, đi vào vào ăn đi, vào trong ăn đi. Không, đi vào trong đi, đi vào trong. Bố đi chơi. À, khá là tuyệt vời nhá. Cái món này thì ăn nó dai dai, bùi bùi. Cái món này thì nó béo, nó ngậy. Còn không biết là có ai dám thử cái món này không này. Đấy mới là nướng ăn được cả đầu ngon mà. Covid nhiều lắm. Covid nói chung là bây giờ rồi ai cũng sẽ dính thôi, nhưng mà thật sự là cố gắng không dính là càng tốt. Em phòng. Mới bị xong khéo sợ bị lại ấy nhờ. Không bị lại được đâu, có đề kháng cao rồi. Hay là bất tử. Ở đấy mà bất tử. Mày đoán ai dám ăn cho con nào? À ông Bảy Hạ dám ăn. Ừ. Ông Bảy Hạ nhá, đã bọn shit giờ. Đã cả con gì nhỉ? Bọ hung, à bọ con dừa. Cầm cái đầu nó mà cắn mà điền. Nó ngon hơn nhiều. Ủa, mày review cho cái đây. Mày cho cắn không? Đấy, cầm cái đầu nó ấy. Cay không? Đấy, nó cắn ra này, cầm cúng này. Không cay đâu, không cay một tí nào luôn. Ừ. Thôi. Cầm đập béo. Sầu được không? Cay không? Béo mà. Nó cắn không đấy? Phải cầm ăn. Cái đầu nó đấy. Phải ăn vào cái gì chứ? Ăn vào nó cắn mồm rồi. Không, cắn bỏ đầu nó đi. Không, nó cắn kia thôi đấy. Chứ muốn nhiều nước mắm mới anh ạ. Chứ muốn nhiều nước mắm mới anh ạ. Ăn được. Ngon mà. Ăn được thế nào? Ngon cực luôn. Béo lắm. Đặc sản này. Cắt được cây gì ra đây? Cái cọ. Cái cọ. Ủa cứng thế, đâu rồi? Ngon hơn này, ngọt thế nhỉ? Không chấm được. Không, ăn đâu. Đây. Ông ăn thử con đuông dừa. Con này rồi, rồi. Ăn được, béo cũng ngọt mà. Rồi, uống mắm. Ngon mà. Nhưng mà cái này ngon hơn, cái này ngon hơn này. Ăn nướng thì ngon hơn. Tùy người thích ăn sống hay chưa. Tôi ăn đâu cũng người này. Đó gọi là con gì đấy? Đuông dừa. Con nó ở trong cây dừa. Đuông dừa. Trong cây dừa ấy. Ăn sống được nhé, dài lắm. Dài mà ăn nó dai dai, nó kia cực đây. Mình bỏ vào đầu mồm mà đi. Đấy. Đấy, cầm cái đầu nó đưa vào. Nhai kỹ vào đừng có trợ. Đấy, ăn cả đầu luôn. Đâu ăn được à? Không, không biết, thấy bọn nó cần bỏ đầu. Cháu biết đầu ấy. Anh đến đây ăn được cả đầu này. Chọc từ con không? Ăn từ con. Ngon lắm. Ông ăn thử con này. Ăn con này cắn đầu mới ngon. Cắn đầu em á. Đấy, cầm cái đầu đó. Đấy. Ông con này chết bố rồi này. Không phải chết đâu. Đâu, nó uống nước mắm no ấy. Con này kéo ngon, nó uống no rồi. Con này nó uống nước mắm no rồi, ăn cắn ngon. Đừng nuốt nuốt vội, nhai nó dai dai cái vỏ mà. Đúng không? Nó dai dai cái vỏ. Nướng béo hơn. Nướng thì béo hơn. Ngon mà. Ngon ăn thử không? Con này ngon lắm. Con này chết mà. Ăn con này hả? Úi dồi. Đây, bò. Không cay đâu. Con này nướng mà. Đấy.
Ở ngoài Bắc thì cái con này thì ít người được thưởng thức. Tại vì ngoài đây con chả nhìn thấy bao giờ ấy. Nhưng mà ăn cái này ngon luôn này. Nhìn nó ghê ghê nhỉ? Con này nhỉ? Nhìn nó sợ sợ, con này chẳng ngon mà. Con nào mà nó... Đây, chứ chẳng mãi, con này đấy. Đơ rồi. Con nào nó chết rồi, à nó đơ. Đấy, con nào nó đơ, nó cũng ngon đâu.